gỗ phủ hết cả trần, được sơn son thiết vàng. Và trong gian đệ nhất đó là nơi thờ toàn bộ gia đình của ngài, cha mẹ, phu nhân của ngài, cũng như là con gái, con trai, con dâu, con rể. Các em vào tham quan trong ma đền cố trạch xong thì đoàn ta ra sân để sát tiếp bên đền trùng hoa.